Dây pallium được làm bằng lông chiên, có năm thánh giá màu đen. Ngay từ hồi thế kỷ thứ tư, nó đã được Đức Giáo Hoàng dùng. Có lẽ nó đã là một dấu hiệu của Hoàng đế, sau này được dùng cho các giám mục. Dây pallium biểu tượng cho sự hiệp nhất của các tổng giám mục với Đức Giáo Hoàng, là người kế vị Thánh Phêrô. Sau này nó được Đức Giáo Hoàng là giám mục Roma trao cho các tổng giám mục, nhất là dưới thời Đức Giáo Hoàng Gregorio VII sau năm 1000, khi có nhu cầu kiểm soát việc lựa chọn các giám mục. Kể từ đó, các tổng giám mục đến Roma để nhận dây pallium. Sau đó, dây pallium cũng được ban cho các vị không phải là tổng giám mục như là một dấu hiệu danh dự. Vào thập niên 1970, Đức Phaolô VI đã cải cách hình thức trao dây pallium. Vì thế ngày nay nó chỉ được ban cho các tổng giám mục mà thôi, trong ngày lễ kính hai thánh Phêrô Phaolô 29 tháng 6 hàng năm, để nêu bật sự hiệp nhất gắn bó của các vị với ngai tòa thánh Phêrô. Trong suốt ngàn năm đầu tiên của giáo hội, dây pallium biểu tượng cho con chiên lạc và mục tử mang nó trên vai trái. Đó là hình chúng ta tìm thấy trên các hình vẽ icon trên gỗ và trên các bức khảm đá màu. Sau ngàn năm thứ nhất, dây pallium thay đổi hình thức, nó được mang trên cổ và có ý nghĩa khác. Năm hình thánh giá đỏ ám chỉ năm dấu thánh Chúa. Ba dấu thánh giá diễn tả ba chiếc đinh đóng vào người Chúa Giêsu. Như thế, dây pallium đặc biệt có ý nghĩa Kitô học, diễn tả Chúa Kitô mục tử nhân lành. Ngày nay, dây pallium bao gồm tất cả các ý nghĩa kể trên và biểu hiệu cho mục tử nhân lành hy sinh mạng sống cho đoàn chiên.